Chú đỗ con. Một chú đỗ con ngủ khì trong cái chum khô ráo và tối om một năm. Một hôm, tình cờ chú thấy mình nằm giữa những hạt đất li ti xôm xốp. Chợt có tiếng lộp độp bên ngoài. Đỗ hỏi, ai đó? Cô đây. Thì ra là cô Mưa Xuân. Cô đem nước đến cho đỗ con được tắm mát. Chú lại ngủ khì. Có tiếng sáo vi vu trên mặt đất làm chú tỉnh giấc. Chú khẽ khẽ cựa mình, hỏi, ai đó? Tiếng thì thầm dịu dàng trả lời, chị đây mà, chị là gió xuân đây. Dậy đi em, mùa xuân đẹp lắm. Đỗ con lại cựa mình, chú thấy mình lớn phồng lên, làm nứt cả chiếc áo ngoài. Chị gió xuân bay đi, có những tia nắng ấm áp lay chú đỗ con. Đỗ con hỏi, ai đó? Một giọng nói ồm ồm, trầm ấm vang lên. Bác đây, bác là mặt trời đây. Cháu dậy đi thôi, sáng lắm rồi. Các cậu học trò cắp sách đến trường rồi đấy. Đỗ con rụt rè nói, nhưng mà trên đấy lạnh lắm. Bác mặt trời khuyên, cháu cứ vùng dậy đi nào. Bác sưởi ấm cho cháu, cựa mạnh vào. Đỗ con vươn vai một cái thật mạnh. Chú trồi lên khỏi mặt đất. Mặt đất sáng bừng ánh nắng xuân. Chú đỗ con xòe hai cánh tay nhỏ xíu hướng về phía mặt trời ấm áp.